Chào cả nhà, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái kết quả trận đấu giữa Futsal Japan gặp Futsal Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ là vòng chung kết Futsal châu Á năm 2022. Quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, Nhật Bản và Ả Rập Xê Út là nằm chung bảng với Hàn Quốc và Việt Nam của chúng ta, cho nên cái kết quả trận đấu này cũng rất là quan trọng đối với lại Việt Nam. Nhật Bản là một cái đội được cho là ứng cử viên cho chức vô địch và một cái đội được đánh giá là mạnh nhất trong cái bảng này. Nhưng mà cái trận đấu ngày hôm nay thì Nhật Bản đã bất ngờ nha quý vị, bất ngờ là để cho Ả Rập Xê Út chiến thắng và tạo được một cái địa chấn trước Nhật Bản với một cái chiến thắng Ả Rập Xê Út 2 và Nhật Bản 1. Và đây là một cái chiến thắng có thể nói là một cái địa chấn của Futsal châu Á cũng như là Futsal thế giới, vì là Ả Rập Xê Út được đánh giá là rất là yếu và có thể nói là đánh giá yếu hơn cả Việt Nam của chúng ta. Trên bảng xếp hạng FIFA thì họ còn yếu hơn cả Việt Nam và xếp sau Việt Nam, giống như Hàn Quốc cũng là xếp sau nha quý vị. Nhưng mà họ lại đánh bại được một cái đội bóng là gọi là hàng đầu của châu lục và được xem là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Futsal năm 2022 năm nay. Đây là một cái kết quả rất là bất ngờ và thật sự là một cái kết quả này là một cái kết quả sẽ tạo ra được một cái hấp dẫn tại cái bảng đấu mà có Nhật Bản, có Ả Rập Xê Út, có Việt Nam và có Hàn Quốc. Và tối đêm nay thì Việt Nam của chúng ta sẽ gặp Hàn Quốc, một đội bóng được đánh giá yếu hơn chúng ta. Môn bóng đá Futsal này là nó khác với lại môn bóng đá 11 người nha. Ả Rập Xê Út họ được đánh giá yếu hơn Nhật Bản, yếu hơn Việt Nam. Còn Hàn Quốc họ đánh giá là yếu hơn Việt Nam của chúng ta. Đấy, còn cái môn bóng đá 11 người á, thì Ả Rập Xê Út, Nhật Bản và Hàn Quốc là ba đội bóng hàng đầu của châu lục và thường xuyên tham dự World Cup. Nhưng mà ở cái môn Futsal này thì lại là ngược lại, thì Nhật Bản và Việt Nam được đánh giá là mạnh nhất trong cái bảng đấu này. Tuy rằng bảng đấu này được cho là một cái bảng đấu tử thần, và chúng ta hãy cùng chờ xem tối nay Việt Nam của chúng ta sẽ thể hiện như thế nào trước đội tuyển Hàn Quốc, một cái đội bóng được đánh giá là yếu hơn Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video mới nhất. Quý vị và các bạn thương Thai TV thì hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát live stream thì hãy liên hệ với Thế Hải TV qua số điện thoại 0939732349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thế Hải TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ Thế Hải TV xin kết thúc và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một video mới nhất. Xin chào.